Nam trong nước tiếp tục đóng góp thêm nữa. Nhà vào thế anh ạ. Tôi cho rằng này để tiếp tục đấu tranh theo một cái cấp độ khác. Và đấu tranh là để cho ngày trở về của tôi và của tất cả đồng bào ở đây. Ừ, sao đấy? Người ta ơi. Sao con đi ngày này hả? À, con qua hả? Con ngày.